Ok, hello bạn, mình là Upa Uprom XR Roy. Rồi, số mình lên nét đấy, ok. Upram XR Roy cho Z2. Đây nha các bạn. Ok đây. Đây các bạn nhận Xperia Z2 AR13 nha các bạn này. Đâu nhỉ, từ từ các bạn đợi chút. Đây, AR13 này, AR13 đây các bạn nha. Đây, camera hoạt động bình thường này. Ok các bạn nha. Đấy, camera bình thường rồi này. Cam sau, à cam trước đây các bạn nha. Đấy, cam trước đây. Ở đây mình không thể mình xô mặt các bạn nha. Ok. Đầu tiên chúng ta phải có máy tính. Đầu tiên các bạn sẽ, như thường lệ thì các bạn sẽ sử dụng TRP và Firezone. Đây các bạn nha, ROM XDroid đây. Mình sẽ ở đây cái ROM này nha các bạn. Mình vào cái TRP, mình sẽ để dưới mô tả nha. Đây hai file này các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tắt nguồn đi đây. ROM nào cũng được các bạn nha, mà ở ROM sợ nếu mua quát ở ROM stock là stock sẽ ROM 10. Sau mà up qua ROM custom lên ok là up ROM custom nào cũng được các bạn nha. Rồi bây giờ sẽ tăng âm này. Cục cắm sạc ha. Đấy, điều sẽ mất đèn thì nó sẽ giữ lại cho đến khi nào nó ra đèn đợt đến xanh thôi. Thấy ok. Ok, bây giờ bạn sẽ mở cái file boot TRP đi. Các bạn chờ thôi. Ok, đang boot rồi. Ok các bạn nha, bây giờ bạn sẽ đầu tiên để up ROM này, ở ROM custom nào cũng thế thôi. Chúng ta sẽ phải qua data trước. Ok, bạn sẽ phải qua data này. Bạn ấn vào qua. Các bạn đợi bây giờ để mình giảm một sáng đã. Các bạn sẽ ấn vào qua. Bạn sẽ kéo qua như này để qua thôi. Hoặc là nếu không, nếu mà bộ nhớ ấy thì chúng ta vào đây. Mà các thư mục này nó ghi là những chữ lòng thì các bạn sẽ phải vào đây format data và ấn Yes như này. Và tất nhiên là sẽ mất dữ liệu nha. Ở đây mình không kiểu cái chữ ở đây nó bị lòng nhoằng này, bây giờ chúng ta không cần phải format data nữa. Chúng ta chỉ vào đây vào while và while như này thôi. Ok, bây giờ các bạn sẽ copy cái file ROM cái file ROM XDroid của chúng ta hôm nay như này vào bộ nhớ máy. Ok các bạn nha. Ở đây mình đã có rồi, bây giờ mình cài vào thôi. Đây, mình để trong download này, các bạn copy ở đâu các bạn sẽ tìm ở đấy nha các bạn nha. Đây các bạn, đâu nhỉ? Ở đây các bạn nha, đây. Đây các bạn nha. Ok. Mình sẽ ấn vào swipe. Ok, đang cài đặt rồi nha. Mình sẽ treo ở đây đến khi nào xong lên step 2. Ok các bạn nha, mình sẽ tua qua cái đoạn này vì nó chạy khá là lâu. Ok các bạn nha, không có gì cả. Chúng ta chỉ phải chờ thôi. Hơi ốm ạ. Ok các bạn ạ, lâu phết đấy. Ok các bạn nha. Khá là lâu luôn. Nãy giờ rồi. Hơn 2 phút rồi. Ok các bạn, step 2 rồi. Nhiều bạn có hỏi tại sao để 2 phút nữa ở trên cái điện thoại này. Đây, hai cái unit ở trên này các bạn cũng phải hiểu vấn đề tại sao rồi. Ok, và cái video này mình làm vì đam mê các bạn nhá. Nhưng mà mình không có một đồng, không kiếm một đồng nào. Chúng ta không, mình không mất à mình không được một đồng tiền nào từ các video này cả. Ok. Mình làm vì đam mê đó chứ không thật sự không có cái lý không, mình không có làm về để lấy tiền các bạn nhá. Cái này mình làm cũng để cho những ai có thể úp được thôi.
Bởi vì không phải là cái con XZ2 là nó cũng là nhà mạng. Và ở quốc tế, nếu các bạn không biết, ở quốc tế ở bên châu Âu các thứ thì tất nhiên hàng quốc tế sẽ rất là nhiều. Và người ta có nhu cầu upsell mà điều đó là, điều bình thường các bạn nhé. Ở đây mình nói tiếng Việt nhưng mà có khi có số video mình sẽ thêm phụ đề tiếng Anh vào để cho những người đấy sẽ hiểu, và mình sẽ thêm gọi là cái tiêu đề tiếng Anh vào. Ok các bạn nhá. Hiện tại là con Robaca rồi này. Đây, nó cần là phải recovery. Nó sẽ ấn reboot và chọn là system. Sau đó chúng ta sẽ chờ lên. Ok các bạn nhá. Ok các bạn nhá. Chờ lên thì khá là lâu. Ok. Còn đây mình điều chỉnh máy quay đó. Mấy con máy này nếu các bạn làm chúng ta không thể là chúng ta tắt được cái cảnh báo ấy, các bạn chúng ta cái cảnh báo khi chúng ta download được ấy, nó sẽ có cái ổ khóa nó sẽ chạy trong vòng 5 giây. Ok mình sẽ cho các bạn xem cái logo khi khởi động nhé. Nói chung là như vậy nhé. Ok các bạn, logo khởi động nó như này này các bạn. Ok. Mình sẽ để đây và chờ đến khi nó boot lên. Sẽ để đây và chờ đến khi nó boot lên nhé. Ở dưới kia hơi ồn các bạn thông cảm. ROM này có GApp rồi nha các bạn nha, không được cài GApp vào các bạn nha. ROM này có sẵn GApp rồi, chúng ta không được phép cài GApp vào, nếu không nó sẽ bị treo logo. Ok. Đây ok, cài rồi này. Mình sẽ chọn là ngôn ngữ. Thôi mình sẽ để tiếng Anh luôn đi. Mình sẽ làm nhanh thôi. Ok các bạn nha. Đây đúng rồi. Android 12, à không Android 13. Đây nhận nhận đủ này. Con search vào gần này. Ở đây nó bị 3 chấm này, cho nhỏ chữ là thấy nha. Ano 630 đúng là của 845 rồi. Cara 19 chấm đúng rồi. IPS LCD 5,7 này. Cái này là chuẩn Xperia Z2 rồi. Mentor 7 sơ nhá. Android 13 này. Đấy. AWP version này, revision này. Đây nha các bạn nhận đúng Android 13 rồi. Đấy. Chuẩn Android 13 nha các bạn. Đấy, giữ vào này nó chuẩn này. Đấy các bạn nhận đúng đúng Android 13 rồi. Nó hiện random các bạn nhé, nó hiện random cái icon đấy. Không biết này nó có ảnh hưởng gì đến cái máy Android 13 yếu yếu hơn tí không. Mình nghĩ khả năng là có. Ok các bạn nhé, nói chung là ok. Hôm nay các bạn cách cài Android 12 thành công. À Android 13 nhé, quên mất, mình cứ nói nhầm các bạn. 13. Đây, camera hoạt động như lúc nãy, như lúc đầu video mình đã nói rồi là camera hoạt động. Ok các bạn nha. Nhìn chung là nó có thể sử dụng rồi các bạn ạ, nhưng mà nó kiểu tuổi yêu không tốt các bạn ạ, bởi vì Android 13 mới ra có mấy ngày thôi, còn chưa đến 1 tuần nữa các bạn ạ, nó ra mới có khoảng 4-5 ngày rồi, tầm đấy, 5 hay 6 ngày rồi, bây giờ dần phải 5-6 ngày rồi. Nói chung nó cũng mới ra nên bây giờ cũng chưa tuổi yêu được tốt các bạn nhé. Ok, nói chung hôm nay mình đã muốn cài đặt rồi, các bạn nào muốn cái con này cài đặt theo thì những cái máy nhà mạng thì tất nhiên sẽ không cài rồi. Ok các bạn nhé, em các tính năng mình thấy hoạt động rất là bình thường luôn, không có vấn đề gì cả. Ok, cảm ơn anh xem video.